Với địa hình nhiều sông nước và khí hậu nóng quanh năm, khu vực miền Nam Việt Nam rất thích hợp cho các chương trình team building gắn với hoạt động kết bè và chèo bè. Hãy cùng Exotic Việt Nam điểm danh một số địa điểm tổ chức hoạt động team building kết bè và chèo bè theo địa hình như trên biển, trên sông, trên hồ. Đầu tiên là trên biển, chúng ta có thể nói đến các địa điểm như Phú Quốc, Kê Gà, Vĩnh Hy. Phú Quốc là quần đảo sở hữu nhiều đảo nhỏ ven bờ với nước biển trong xanh, mát lạnh cùng những rạn san hô đủ màu sắc. Hoạt động chèo bè tại Phú Quốc trong mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 là sự lựa chọn thú vị. Kê Gà, cách bờ chỉ 300 đến 500 mét, đảo Kê Gà là địa điểm chèo bè được khai thác trong hoạt động team building rất sớm. Điểm xuất phát và kết thúc luôn thay đổi vì hướng của dòng chảy qua eo biển thay đổi theo mùa. Đá hoa cương ngang mép nước biển trên đảo có nhiều hào bám, vì vậy cần thận trọng khi cập bờ. Vĩnh Hy là vịnh biển kín với núi đá vây quanh, là nước trong xanh, san hô đủ màu là điểm nhấn cho hoạt động chèo bè tại Vĩnh Hy. Tùy theo thể lực của người tham gia, Exotic Việt Nam sẽ dùng tàu kéo bè đưa đến địa điểm xuất phát cho phù hợp. Thứ hai là trên sông, chúng ta có thể nói về sông Rạch tại đồng bằng sông Cửu Long. Đây là xứ sở của hệ thống sông ngòi chằng chịt. Tại đồng bằng sông Cửu Long có nhiều địa điểm chèo bè. Do mực nước thủy triều dao động lớn, Exotic Việt Nam luôn chọn chèo bè lúc nước lớn để lên xuống cầu tàu dễ dàng hơn và cảnh quan sông nước đẹp hơn. Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp là những địa phương gần thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều khúc sông đẹp. Đảo Long Sơn và Cần Giờ. Tại đảo Long Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ là vô số lạch triều. Cảnh quan lạ mắt với hệ sinh thái rừng ngập mặn gồm bần, đước, tườn nước. Tuy nhiên, dao động mực nước thủy triều rất lớn, bè chỉ hoạt động được khi nước lớn. Đồng Nai. Sông Đồng Nai chảy ngang vườn quốc gia Cát Tiên là khúc sông Exotic Việt Nam tổ chức nhiều hoạt động team building. Nơi đây không chỉ có rừng quốc gia, còn có nhiều thác nước nhỏ như thác Bến Cự, thác Trời và vùng đệm cây công nghiệp dài ngày là các sân chơi trên bờ kết hợp với chèo bè dưới nước. Sông Ngòi vùng đầm phá Phú Yên. Chạy dọc bờ biển Phú Yên có nhiều đầm phá và hệ thống sông đổ nước vào đầm phá. Đây là vùng quê êm đềm, ít chịu tác động của đô thị hóa. Rất hấp dẫn vì sông nước trong xanh, đáy sông đầy cát trắng và nhiều bãi bồi ven sông khá rộng. Nên tổ chức vào các tháng mùa khô ngoại trừ mùa mưa bão và gió lớn từ tháng 9 đến tháng 12. Thứ ba là trên hồ, chúng ta có thể nhắc tới lòng hồ Trị An. Đây là hồ nước rộng mênh mông đến 323 km² với nhiều đảo nhỏ đã được đầu tư thành các điểm du lịch. Exotic Việt Nam đề xuất chọn một đảo là điểm đến chính. Từ đảo này, các thành viên tham gia team building có thể chèo bè đến các đảo xung quanh. Kịch bản surviving phù hợp với môi trường sông nước hoang sơ tại đây. Tùy thuộc vào điều kiện thời tiết địa phương, quy mô nhóm khách, các thử thách cộng thêm như leo núi, vượt đồi cát, đi xe đạp, chất lượng dịch vụ du lịch, địa điểm chèo bè sẽ rất khác nhau. Hãy gọi Exotic Việt Nam để nhận sự tư vấn về địa điểm chèo bè thú vị nhé!